lên di động đó rồi bắt đầu mới vô mới vô cái vô bác sĩ rồi mới vô khám, vô khám thì cái bụng quả thẳng băng. Dạ. Rồi bác sĩ mới ra cái hỏi bác sĩ có gì không, bác sĩ nói trời ơi bả đâu có gì đâu, cái bụng đi ra khỏi bác sĩ cái đi ra lội ra ngoài cái bụng bự lại. À, rồi bác sĩ xuống nhau lại rồi coi coi sao mà kỳ cục vậy. Cái bà mới hỏi, bà hỏi sao kỳ cục vậy. Dạ. Tôi nói tôi cũng không biết nữa, hỏi bà nói vậy đó. Dạ, coi như là anh đó, đã từng dẫn cái đó là chồng trước đó nha. Dạ, chồng trước. Chồng thằng Nhị đó là ở An Phú á. Dạ. Rồi bắt đầu thôi nó rồi bắt đầu nó xẹp mất tiêu. Ừ. Nó xẹp mất tiêu rồi 2-3 năm sau mới gặp ông ở dưới Cà Mau nè. Dạ. Ông hiện tại đó bắt đầu mới có lại đó. Anh nói anh gian như những lời gì anh đó. Nói anh là mới đó. To lại như bây giờ anh ha. Ờ mới to lại bây giờ. Đó. Ngày xưa là anh đã có là từng dẫn chị đệ lên trên bệnh viện của thành phố khám. Đúng mà rồi. Khi mà mình dẫn vô tới bệnh viện thì cái bụng thì nó cái bụng xẹp lép rồi. À. Thẳng băng không có gì nè, cũng như mình hót vậy nè, thấy không? Mình hót là thẳng vậy đó. Rồi bắt đầu đi ra. Cái bác sĩ kêu bà nín thở và im coi. Cái nín thở đâu có gì đâu, bình thường ha. Dạ. Tới một chút vậy. Dạ. Lên thì đó. Bắt đầu bác sĩ ra một đống gì đó rồi ra đòi quay rồi. Bả không cho quay á, bắt đầu về luôn. Là thành ra là cứ đi khám tới luôn nhiều hoài mà tốn tiền hoài mà cũng không thấy được gì không hết. Ra gì hết trơn á, không thấy gì hết trơn. Rồi bắt đầu thời gian đó xẹp mất tiêu. Xẹp mất tiêu đâu được 2 năm gì đó. Rồi bắt đầu mới có ông Thao này nè, bắt đầu mới phịch lên nữa. Đó mới phịch lên tới giờ đó cũng không biết nữa. Mới bả điện lại bả nói có bầu nữa rồi. Vậy hả? Nói sao có bầu kỳ cục vậy. Đó rồi bắt đầu bà nói giống hồi trước nữa rồi. Tôi nói vậy là ông này giỏi đó. Không có những cái anh thì theo như chị thì lúc trước mà chị đệ mà bán cái số mà như chị đệ chị kể đó là giống như cậu nhỏ mà khi mà hành cổ là không cho cổ bán thì cổ không bán được. Dạ đang đi bán bình thường như nè, tóc ngang muốn ngủ là lật lên cái gió giọng ha, có giường ai lật ra ngủ là ngủ tới chiều sổ là ôm phẳng nợ như vậy đó. Dạ. Là có lâu rồi, vô đó là có lâu quá từ bao giờ bao chút này mấy năm trước lâu rồi. Dạ. Thành ra là chỉ là thiếu của những khoản nợ là do những khoản nợ là do chỗ đó mới bán nhà trả nợ là chỗ phẳng hết đó. Dạ. Vậy hả chị ha. Dạ. Cảm ơn chị. Thấy những bạn mà làm YouTube mà nói về chị đệ không giả hoặc là lường gạt gì đó thì chị là em gái của chị đệ thì chị nghĩ như thế nào? Nói gì sự thật thì chị đệ vô hình ra là chị không có lừa đảo, chỉ có thật trong người, chỉ có thật chứ không giờ lừa đảo. Xin đừng có nói đồn này kia nói qua là mình lừa gạt, là không có, chị đệ là không bao giờ có. Xin thông cảm giùm bớt cái tiếng nói là mình lừa gạt Mạnh Thường Quân này kia ủng hộ tiếp vậy đó, là mình không có lừa gạt. Tại vì như trời với ai nói dạ mình cũng không biết được. Cũng không ai muốn mang cái bụng như vậy hết chị ha. Vâng, kính thưa quý vị, và tiếp theo sau đây thì Tiến Dũng và cô Hai cùng với anh Tâm sẽ đi đến nơi gia đình ba mẹ của chị Võ Đệ cùng với các anh chị em để chúng ta tìm hiểu thêm kỹ về cái bụng kỳ lạ của chị Đệ đã có từ bao lâu và lý do tại sao mà đến hôm nay chị Đệ mới được bà con mình biết nhiều hơn qua kênh YouTube của Tiến Dũng. Thì ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo hành trình của ba cô cháu ngày hôm nay để đi đến nhà của chị Võ Đệ nhé vị. Xin kính mời tất cả vị nha. Vâng, và giờ đây Tiến Dũng và cô Hai cùng với Quynh Tâm đã gần đến nơi cầu sắt để tìm đến nhà ba mẹ của chị Võ Đệ nhé vị. Đây, ở đây là quê gốc của chị ở tại nơi đây và ngày xưa chị đã bán vé số ở tại nơi khu vực của thị trấn Ba Chúc này. Dạ, gần tới hả cô em? Có cái bảng xanh xanh trước, từ từ đi anh. Dạ. Nhanh. Chị ngồi đây đi. Dạ. Chào bác. Giòn hả? Dạ, gì ở đâu lại? Dạ, mẹ của chị Võ Đệ. Quên hả? Chị hay sắm đó mẹ.
Mình chợ á. Chủ trương nghe. Ủa chưa xong. Dạ, mời đi. Dạ, dạ mời bác ngồi ghế đi, bác ngồi ghế đi. Dạ. Ngồi đi. Còn ghế lấy lại dạ, cho. Dạ con, tôi con ngồi được. Dạ. Dạ cô hai ngồi gần gần vô hai. Để dạ. Có ăn ăn trước đi. Dạ. Dạ cho con hỏi là bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi bác? Bảy mấy tuổi hả? Bảy mươi ba tuổi dần ha. Dạ. Dạ. Rồi bác trai còn không bác? Chết hai mấy năm rồi. Dạ, mất hai mấy năm rồi hả? Dạ. Dạ. Rồi bác có tổng cộng là bao nhiêu người con? Chết hết trơn là hai. Còn bốn đứa con gái mà theo chồng con là không có nghĩ. Mà tôi biết có ba đứa hả? Biết nhỏ này với con đệ với con nhỏ lớn hả? Không biết đứa nào nữa. Con May với Điều. Ừ, vậy là còn là bốn người con gái. Và theo chồng hết. Dạ. Rồi, có cô nào mà khá giả không? Đây nó cũng bình thường vậy không nó. Dạ vậy ha, cũng đi làm lao động rồi cũng đi xa hả bác? Rồi cái chị mà ở trong nhà này là ở với bác đó hả? Ở hai chồng nó rồi tôi làm cũng được rồi tôi về đây tôi ở một lần dẫn tụi nó đi kiếm thuốc nam đó. Dạ. Nhớ không? Biết rồi. Vậy ha. Dạ. Hôm nay con đến đây để trước là thăm viếng bác. Dạ. Rồi cho cũng cho con hỏi một việc nha. Dạ. Là lúc trước bác thấy cái bụng bầu của chị đệ đó. Dạ. Là lúc trước là có bự như bây giờ không? Lúc trước nó cũng vậy đó hai. Vào cái thằng chồng con này gỡ gầu cái nó đi bên Phú Quốc sao có nữa đó hai. Nó không có gì gì. Dạ, gỡ rồi là gỡ sao bác? Gỡ thầy ở Sài Gòn á. À, tức là đến thầy ở Sài Gòn là gỡ, tức là xẹp lại rồi. Dạ. Xẹp lại là được bao lâu bác? Không biết bao lâu, nó đi vô bệnh rồi có lợi nữa đó. Cũng có xẹp một thời gian nha. Dạ. Rồi một thời gian sau mới có lại nữa. Dạ, dạ cái đó thì chị cũng có kể. Nó đi bán cái số ta biểu phì da dạ. Vô vậy dạ. Đó chứ. Thì cái đó tôi biết, tôi nghe thế đó không có vụ làm mà thằng chồng nó lại làm xẹp thì tôi không hay không biết. Giờ tôi dạ được nghe được. Tôi không có biết nữa. Đi sớm người ta nói không à. Dạ tại vì bác đâu có coi điện thoại như các con đâu, mấy đứa trẻ giờ thì online này kia nó coi. Dạ. Vậy bác nghe nói là vậy rồi bác có ngỡ ngàng hay là bác có buồn vui gì không bác? Không có buồn vui mà không biết mình làm sao cho hết. Có thằng này thằng em dễ nó gỡ một lần đó. Dạ có gỡ rồi một lần. Vậy hả? Không biết gì hết. Rồi khổ quá tôi đi. Biết rồi. Khổ đi qua chùa hả? Rồi bác có nhớ chị đệ không? Nhớ cũng không làm sao được. Vậy à? Bác sức hả? Nhớ. Dạ. Chàng nó không có ăn, nó hai cũng đi xin gạo về cho nó ăn vậy chứ đâu phải đâu. Nó bao giờ bọn con được. Dạ. Con hỏi cha mẹ chứ cha mẹ nào bọn con. Về công việc của bác. Con nghe nói bác thường ngày là bác làm công việc gì? Thường ngày làm không được nữa, giờ đi ăn mày. Thẳng vậy đó. Vậy hả? Là như đi tôi kể nãy đó, sáng ba đi qua bển này chai mũ gì gì đó mà dồn vô rồi ta mua cơm gì thì ăn rồi có gì ta cho gì lấy thấy nè. Dạ vậy ha. Có sức không? Dạ, đưa con nắm bàn tay coi, thấy bàn tay sao? Bàn tay nó cằn cùi quá xá rồi. Hồi đó làm dữ lắm. Lột da hết trơn, chạy chóc hết trơn, coi bên đây coi. Hồi đó quá làm cỡ rồi, bàn tay này. Bàn tay này nuôi con cực khổ biết bao nhiêu người ha. 7-8 người con là hả bác? 8 người con hả? 10 người con. Ôi ôi, mấy ông bà già xưa công nhận thiệt chứ. Xinh. Cho nên là hôm nay thì cũng chị tên gì? Dạ em tên Trắng. Tên Trắng là thứ mấy trong gia đình? Dạ em Út trong nhà. Út trong nhà luôn ha. Dạ. Thì chị
À, chị Trắng là biết cái bầu của chị Võ Đệ hồi từ trước giờ là khoảng bao nhiêu năm rồi? Lúc em đó em còn nhỏ là cũng lâu lắm, mà chị gì dưới là mấy năm nay là không có ít có liên lạc, hay lâu lâu điện thoại chị em điện thoại thôi, là cũng mấy năm dưới là mấy năm, là lúc trước kia trên đây là chỉ có rồi vậy đó. Là cũng khoảng có 7-8 năm là thôi, đúng theo cái bầu chị đang nói hiện tại là đúng luôn. Gì hả? Dạ. Là theo như chị thì chị có thấy những cái điều gì mà lạ trong cái bụng của chị không? Như mình ở nhà thì mình không có, như kiểu như chị em thì mình không có, như kiểu không có biết vụ đó, nhưng chỉ đi bán vé số thì chạy ba chút á. Dạ. Chỉ kêu người ta kêu chỉ là bụng như kiểu mà phình to ra đi, rồi người ta bán vé số ế á. Dạ. Chỉ kêu bụng bự lên đi rồi ta mua vé số tiếp cho, chị mới làm. Dạ. Dạ. Thì bình thường nó cũng thấy cái điều gì vậy này, như kiểu người ta mua nó kêu phình to, bụng bự lên chút nữa là người ta bị bán vé số. Dạ. Dạ là có lâu rồi. Dạ. Dạ. Của nữ nghe cha. Là bà Trúc này có hồi mấy năm trước lâu rồi đó. Dạ. Dạ. Chúc ai cũng biết hết trơn á. Bà Trúc thì ai cũng biết cái bụng, dạ, của chị Đệ cũng lạ hơn người, dạ, ta ha. Nói chị Đệ có bầu mà phình bụng phình vô phình ra là ai cũng biết hết. Dạ. Dạ. Chứ không phải là chỉ là giả bộ mà hút vô, dạ, ra như người. Dạ không, cái đó là không, không có, dạ. Dạ. Đó là sự thật là bụng phình vô phình ra là có. Chị kêu là nó mới làm, bình thường là nó không có làm. Dạ. Tại vì những cái anh kia ảnh phản pháo quá cho nên hôm nay mới tìm đến tận gốc luôn á. Chứ khi không là không bao giờ, chứ nếu mà có coi á thì em cũng phải hỏi nữa, nhưng mà không biết chừng nào nó đủ duyên nó sẽ tới à. Thì em có hỏi là mình tìm hiểu cho nó rõ hơn. Là mình đến tận gốc. Dạ. Như vậy mình mới chắc ăn. Đúng rồi. Đó, chứ mà mình đi đầu này đầu kia thì mình không thể nói được. Dạ. Vì thời cuộc bây giờ á, người ta nhiều điều người ta có thể tập luyện để khóa kỷ lực. Dạ. Vẫn có. Còn về phần chị Đệ này, nếu mà người ta tập luyện cũng vẫn được, nhưng mà mình đừng nói bậy về thành phần của chị Đệ. Dạ. Mình phải hiểu rõ, mình phải tìm hiểu, đừng nên đánh giá. Dạ. Hoặc là bình luận bừa bãi không tốt. Dạ. Thì thôi. Dạ. Thì hôm nay cũng là đây, chắc em nghĩ chắc cũng là một nhân viên. Dạ. Nhờ chị chồm sớm kế bên cùng em trao đổi cho mới biết được cái nguồn gốc ở nơi đây. Dạ. Sẵn đưa anh Từ Dũng đến luôn. Bởi vì gì đâu phải có cái duyên anh ha. Dạ. Chứ lúc đầu thì chị anh em, dạ, mình nghĩ là gặp nhau để trò chuyện thôi. Dạ. Về vấn đề chị Đệ thôi. Ngồi sẵn cũng như bà con cộng đồng mạng đó, trên mạng coi đó. Dạ. Thì cũng hãy giữ lòng tin, hãy tin không tin gì không cần thiết, không ép. Ừ. Nhưng mà đừng có những lời mà không đúng thì mình sẽ bị ảnh hưởng thôi. Cứ để tự nhiên theo chiều đó. Mình cứ cảm thấy mình làm được cái gì, giúp ích được thì giúp, còn không được thôi. Đừng có làm những điều mà nó trái chiều. Ừ. Thì thôi. Thì hôm nay thì cũng nhờ nhân viên anh Dũng cũng rõ được chút ít về cái căn cơ nguồn gốc gì đệ. Dạ. Yeah. Cũng khuyên mấy anh bên YouTube bên kia đó, đừng có thế này thế kia nữa, nó sẽ ảnh hưởng. Cứ để bình thường đi, công việc, yeah, ai nấy làm. Dạ, yeah, nói chung là nước sông không đụng nước giếng. Đừng phạm với nhau. Dạ. Yeah. Rồi thêm có cái là các bạn đó thì đi tìm để mà hỏi gì đó mình không biết, thì đương nhiên cái cuộc sống mà phải có người thương người ghét. Đúng. Hoặc rồi, là có người ganh tị, có người thì đón tiếp. Ừ. Thì đương nhiên thì gặp những cái thành phần mà không như là không có thích về vấn đề chị Đệ thì họ sẽ nói xấu chị Đệ. Đúng rồi đó. Thứ hai nữa em nói, cái con người mà làm chuyện phải hay chuyện quấy gì cũng phải có gặp một cái kiếp nạn hết. Dạ. Đó. Người tu cũng vậy, người ta cũng phải gặp một cái kiếp nạn, trải qua bao nhiêu kiếp nạn người ta mới đạt thành được. Dạ. Đó. Chứ không phải là suôn sẻ. Thì đây cũng là một cái chướng ngại vật đối với chị Đệ và anh Dũng. Dạ. Chứ không phải là nó suôn sẻ đâu. Mình bới cơm lên mình ăn còn đổ mà. Dạ. Thì em cũng có đôi lời khuyên như cộng đồng mạng và mấy anh bên YouTube đó. Yeah. Đừng có phản pháo quá thì nó sẽ ảnh hưởng. Ảnh hưởng trước hết là mình làm không ngay. Yeah. Thì mình phải chịu trước. Còn như anh làm ngay anh không sợ gì hết. Cái ngay không sợ chụp đứng. Dạ. Dạ. Yeah. Nhờ có chị ha. Yeah. Cô Hai chắc cũng thường xuyên gặp bác đây không, hay là lâu lâu mới gặp bác lần? Lâu mỗi lần á thì gặp hoài, bây giờ tôi ở bên chợ lâu lâu mới gặp lần. Dạ. Yeah. Chợ gặp chỉ thôi. Là đi chợ là cô Hai gặp cũ đi cũng như là mình đi nói là đi lụm da chai hả cô Hai ạ? Dạ. Dạ. Lụm da chai đó, rồi người ta cho chị Út ở nhà chị. Dạ. Ừ. Cho ông ăn không? Dạ ông đi bắt ốc cho vịt ăn. À. Ừ. Mấy em à? Dạ em được ba đứa. Ừ. Được ba cháu hả? Dạ. Ông xã thì đi nuôi vịt ha. Đông bắt ốc mỗi mấy nuôi mấy vịt chứ sàn có mười mấy con vịt chứ sàn nó ăn quá ăn rồi thì bắt vịt ý bắt ốc cho nó ăn thêm. Dạ. À vậy dạ. Dạ. Với bà gì? Dạ. Ừ. Ở với mẹ ha. Dạ. Ừ. Hồi ấy chị chồng nghệ chồng đồ đó hay chồng nó cho nó đi qua bển nó đào đó. Dạ. Hai này là ở ngang cửa nhà em.
nè, em không xin qua nhà hai xin nhảy về đang cho Kỳ Thiện đi, ông Trần Thuốc Nam ông cho Kỳ Thiện đó. Cái nhà mà xìm xìm. Yeah. Rồi cho Tiến Dũng hỏi là khi mà chị thấy những bạn mà làm YouTube mà nói về chị Đệ không giả hoặc là lường gạt gì đó thì chị là em gái của chị Đệ thì chị nghĩ như thế nào? Nói gì sự thật thì chị Đệ vô hình ra là chị không có lừa đảo, chỉ có thật trong người, chỉ có thật chứ không giờ lừa đảo, xin đừng có nói đồn này kia nói quan là mình lừa gạt, là không có, chị Đệ là không bao giờ có. Dạ. Xin thông cảm giùm bớt cái tiếng nói là mình lừa gạt Mạnh Thường Quân này kia ủng hộ tiếp vậy đó, là mình không có lừa gạt. Tại vì như trời với ai nói dạ mình cũng không biết được. Cũng không ai muốn mang cái bụng gì hết chị ha. Ông xã. Chào anh. Lên di động đó rồi bắt đầu mới vô. Mới vô cái vô bác sĩ rồi mới vô khám. Vô khám thì cái bụng bả thẳng băng. Rồi bác sĩ mới ra cái hỏi bác sĩ có gì không, bác sĩ nói trời ơi bả đâu có gì đâu, cái bụng đi ra khỏi bác sĩ cái đi ra lội ra ngoài cái bụng bự lại rồi bác sĩ xuống nhau lại gờ coi coi sao mà kỳ cục vậy. Cái bà mới hỏi, bà hỏi sao kỳ cục vậy. Tôi nói tôi cũng biết nữa, hỏi bà nói vậy đó. Dạ, coi như là anh đó, đã từng dẫn cái đó là chồng trước nha. Dạ, chồng trước. Chồng thằng Nhị đó là ở An Phú á. Dạ. Rồi bắt đầu thôi nó rồi bắt đầu nó xẹp mất tiêu. Nó xẹp mất tiêu rồi 2-3 năm sau mới gặp ông ở dưới Cà Mau nè. Ông hiện tại đó bắt đầu mới có lại đó. Anh nói anh gian như những lời gì anh nói anh là mới to lại như bây giờ anh ha. Mới to lại bây giờ. Ngày xưa là anh đã có là từng dẫn chị Đệ lên trên bệnh viện của thành phố khám. Đúng mà rồi. Khi mà mình dẫn vô tới bệnh viện thì cái bụng thì nó cái bụng xẹp lép thẳng băng không có gì nè, cũng như mình hót vậy nè, thấy không? Mình hót là thẳng vậy đó. Rồi bắt đầu đi ra cái bác sĩ kêu bà nín thở và im coi. Cái nín thở đâu có gì đâu, bình thường tới một chút vậy. lên thì nó. Bắt đầu bác sĩ ra một đống gì đó rồi ra đòi quay rồi. Bả không cho quay á, bắt đầu về luôn. Là thành ra là cứ đi khám tới luôn nhiều bài mà tốn tiền bài mà cũng không thấy được không gì hết. Ra gì hết trơn á, không thấy gì hết trơn. Rồi bắt đầu thời gian đó xẹp mất tiêu. Xẹp mất tiêu đâu được 2 năm vậy đó. Rồi bắt đầu mới có ông Thao này nè, bắt đầu mới phịch lên nữa. Đó mới phịch lên tới giờ là cũng không biết nữa. Nói bả điện lại bả nói có bầu nữa rồi. Vậy hả? Nói sao có bầu kỳ cục vậy. Đó rồi bắt đầu bà nói giống ngày trước nữa rồi. Tôi nói vậy là ông này giỏi đó. Không qua những cái mà anh ông nào này ông giỏi đó. Bắt đầu xuống nhau cười vậy thôi tới chờ luôn á. Là em anh là em rể của chị Đệ ha. Đúng rồi. Là anh đã từng dẫn chồng chị Đệ. Chồng bà đâu có đâu chịu đi, mắc cỡ. Mắc cỡ. Chồng chị không chịu dẫn đi. Không phải chồng trước á. Không phải chồng sau này đâu. Chồng trước Nhị á nó không chịu đi. Nó nói rồi. Dựng đi dùng đi. Tụi nó cũng được. Đó mới trả đi đó. Là ông lắm mắc cỡ là do cái bụng nó xẹp vô xẹp ra hoài lắm. Đúng rồi. Tôi ta hỏi không biết đường trả lời đó. Hết sức ha. Thành ra là em dễ dẫn đi luôn, dẫn chị đi khám luôn. Dẫn đi luôn. Là lên trển là bác sĩ cũng đều ngỡ ngàng với cái bụng cái bụng cái ngỡ ngàng luôn. Cũng như trang của mình như bình thường vậy đó, cũng phình vô phình ra một kêu bây giờ kêu là mất phình bự. Lên là đỡ đó lên di động á. Di động một thành phố. Dạ. Cảm ơn anh đã chia sẻ những cái câu chuyện thực tế. Thì có nhiều đó thôi. Anh đã từng dẫn chị Đệ đi lên bệnh viện thành phố khám mà tất cả bác sĩ cũng phải đều ngỡ ngàng với cái bụng ngỡ của chị ngàng, hết. Thì coi cũng như đợi đợt trước. Thì 3 năm 7 tháng là 7 ngày là biến mất tiêu đó. Đó là cái đó là chính cái miệng bà nói đó. Biến mất tiêu luôn, không có đẻ, không có gì hết. Là rồi bắt đầu khoảng 2 năm là coi như bà mới có chồng sau này nè. Có chồng ông ở dưới Cà Mau á. Đi bán số rồi bắt đầu mới gặp ông này sau đó rồi bắt đầu ông đó cũng có lên tới đây luôn. Đó thì bên chồng ta cũng mẹ chồng ta đó cũng có lên tới đây đàng hoàng. Đó nó vậy đó. Thì chỉ có nhiêu đó thôi. Cảm ơn anh. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Cũng cực cho anh đi tới đi lui. Không ngại mình đó. Đúng rồi. Em hôm nay dắt anh Dũng đi được gì em cũng mừng đó. Nhẹ lòng là mình nói là anh em mình nó lừa gạt mình cũng nhẹ được, cái lòng mình trời ơi lừa gạt gì bả là vậy đó chứ phải mà lừa gạt cái gì. Chính tôi cái gì mà bả không nói tôi nghe.
là ba bữa nữa nè, ba kêu tôi đi cái gì, đi Đà Lạt, đi Đà Lạt hay đi đâu đó, rồi tôi từ chối, tôi nói tôi không có đi. Bà năn nỉ, bà nói thôi đi chung với bà đi. Tôi nói tôi đi làm gì, con chuyện ở nhà lăn lăn hết rồi có ai đi làm. Nghe tôi từ chối, tôi nói tôi không đi đó. Bà năn nỉ, bà điện lại. Cảm ơn anh chị nha. Chào bác nghe bác. Chúc bác sức khỏe nha. Gắn gìn sức khỏe nha. Dạ. Lần đầu là cho anh quay cho đó, giờ em cũng không bao giờ quay vọng nha. Không có chịu như anh hồi nãy vậy. Có biết gì đâu. Tôi nói giờ rồi nó đâu biết. Nó nắm tôi ra. Thôi cũng mình sợ ta mời kêu đó ha. Anh đừng ngại tôi, giờ tôi không ngại bằng đó. Mình có sao đâu. Mình có sao mình nói vậy à? Mình có sao nói vậy thôi anh. Dạ, mình không có chăm biếm hay là mình có tìm bớt gì đâu. Cũng như có đưa bà đi thiện. Bà kêu đi tiếp rồi bà thì bà không biết. Mình ra mình thấy gì thôi, chồng không đi thì mình chịu khó một chút rồi đưa bà đi đi. Cho nó tới nơi tới chốn đi coi coi có không. Đó, cho bà tội nguyện đi. Rồi là xong rồi về thì ba chúc mình nói chung là chứ bây giờ nè, bây giờ mình đặt cái vấn đề như thế này nè, nếu như chị già già chị vỗ đệ mình đặt cái đề như thế này, nếu mà chị vỗ đệ mà giả bộ mà hốt vỗ ga thì tại sao chị phải cực công chị đi khám hết bác sĩ này, hết bác sĩ kia, bác sĩ này bác sĩ mà kia tốn tiền lúc nào là đi tìm thầy đó, mà chị đang có tiền đi tìm thầy mà lo mà nội mà đi tìm thầy bà thôi. Dạ là cũng rất là tốn công tốn tiền đó. Nếu mà cái người mà giả bộ lường gạt ta bác thì hỏi làm sao mà bỏ công bỏ tiền mà đi bác không sĩ này bác sĩ kia đi khám. Thà ta đi bán chi số, không có tiền ta bán chi số, ta có tiền ta xài. Làm chi? Cái gì vậy? Bán chi muốn ngủ vậy nó đi ngủ, ngủ ôm thằng nào lần cái nhóc ngang là ngủ, thằng nhỏ thành là ngủ, thằng ngang là ngủ, thằng ngủ thằng nợ hết đó. Đang ngủ là làm chi hả? 3 giờ mấy còn sắp vậy nè. Sắp cầm nguyên cây đó. Rồi không? Cái về cái ôm nợ đó. Ngày trước mấy triệu không liên tục hoài vậy đó. Rồi mới không bán này xong cái bỏ xứ đi xứ khác bán tiếp, là bán cái nhà đó nhà nước cho nhà đó là coi như thiếu nợ đó mới bán cái nhà đó đặng lấy tiền trả nợ đó. Rồi bắt đầu mới xuống dưới sát mấy thông đó là ở tới giờ đó, ở tới giờ là ở tạm đó ha, ở tạm đó. Bây giờ là đang sạt lở chuẩn bị phong tỏa nữa. Đúng rồi. Không biết nhà đâu ở nữa. Không biết chỗ nào ở nữa. Nói chung chị em ai cũng khổ chứ không ai giúp được ai hết trơn á. Nghèo hết trơn, chị em không ai giúp đỡ ai được hết trơn. Rồi tôi biết ở nhà nó là hồi nhỏ tới giờ lắm. Bây giờ biết hồi còn ba má nó lận chị em nó khổ lắm, khổ các bác ha. Bây giờ có chồng có vợ thì mỗi ai có công việc. Anh thường ngày là anh làm công việc gì anh? Thì cũng lao động làm đó. Gì hả? Đi làm người ta kêu làm gì mình làm nấy thôi. Không dài, anh có xem thông tin trên mạng là khi mà các bạn YouTube mà nói chị vỗ đệ vấn đề mà giả bộ hình vô hình ra rồi có tiền anh thằng Quân dạ, thì anh coi nè. Dạ, anh có cảm nghĩ như thế nào anh? Thì cái đó thì coi cũng như cái đó mình nghĩ là cũng như là bả thì cái số bả đã vậy rồi. Cũng như là bây giờ ông trời ông khiến cũng như là ông trời phạt vậy đó. Cho bả vậy đó. Nói chung là vậy đó. Chứ bà cũng đâu có muốn gì đâu. Đó. Ai cũng muốn được chứ. Đúng rồi. Thành ra thì bây giờ á, thì cũng như bà thì mình không biết sao nói luôn. Thì bởi vậy. Nói chung là cái bụng bầu khó lý giải. Khó lý giải lắm. Thành ra mình cũng không biết sao nói. Tôi chỉ có chọc bà, tôi nói thằng chồng trước đủ má có một thằng à. Chồng sau này đủ má được tới hai thằng vậy này giỏi. Bắt đầu túng nhau cười. Chỉ có nói vậy thôi. Nó đùa chị vậy đó. Nói đùa bả vậy thôi. Em cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị. Kính thưa bà Hai. Mẹ của chị Võ Đệ cùng với cô Hai. Thì hôm nay Tiến Dũng đến nơi gia đình của chị Võ Đệ ngày xưa đã ở với ba mẹ ở đây. Thì sau khi mà chị Võ Đệ lập gia đình thì cũng đi tha phương cầu thực khắp nơi, bởi vì gia đình cũng khó khăn, cho nên là chị Võ Đệ phải xa quê để mà bán vé số. Thì hôm nay Tiến Dũng nhận được thông tin từ phía anh Tâm và cô Hai đã dẫn Tiến Dũng đến đây để xác thực những cái câu chuyện, những cái bụng
của chị Võ Đệ cũng rất là lạ và đã thật sự là có cách đây là 7-8 năm rồi chứ không phải là mới đây như những bạn trẻ đã đi tìm hiểu và nói là chị Võ Đệ phình vô phình ra giả bộ để mà lường gạt. Thì hôm nay Thí Dũng đến đây để trước là thăm viếng gia đình của bác và sau cũng xin thay mặt các mạnh thường quân trợ giúp cho gia đình của mẹ chị Võ Đệ là số tiền 2 triệu đồng. Thứ nhất là của chú Hai Nghệ có gửi chuyển khoản 500 ngàn để giúp cho anh Tuấn ung thư dầm họng. Nhưng mà hoàn cảnh của anh Tuấn thì cách đây đã gần 2 năm thì Tuấn Dũng đã hỗ trợ cho gia đình hơn 400 triệu rồi. Và anh Tuấn cũng đã mất thì số tiền đó vợ của anh Tuấn và con anh Tuấn cũng đã mua được một cái căn nhà ở vùng quê để mà buôn bán sinh sống. Thì hôm nay con xin dùng số tiền của chú Hai Nghệ là 500 ngàn để trợ giúp cho bà. Và thứ hai là với bờ của chị Nhi Quỳnh có gửi cho chị Võ Đệ là 3 triệu đồng. Thì hôm nay Tuấn Dũng xin dùng 1 triệu của chị để giúp cho mẹ của chị Võ Đệ. Và tiếp theo là số tiền 500 ngàn này là của các mạnh thường quân đã có gửi để mà hỗ trợ cho Tuấn Dũng đổ xăng. Thì hôm nay Tuấn Dũng xin dùng 500 ngàn của các vị mạnh thường quân đã trợ giúp cho Tuấn Dũng làm cái phương tiện. Thì hôm nay Tuấn Dũng xin dùng cái số tiền này để hồi hướng công đức cho tất cả quý bà con của bác mạnh thường quân đã từng theo dõi và ủng hộ trên YouTube của Tuấn Dũng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì con xin trao số tiền 2 triệu đồng này cho bà để cho bà làm cái phương tiện để mà mua thức ăn thuốc men ha, lớn tuổi rồi. Và bà thì thường ngày bà cũng đi lụm những cái ve chai vậy ở xung quanh chợ. Và bà có đôi lời gửi đến với bà con cô bác nha. Dạ. Rồi mời bà, nói. Chúc mạnh Trần Quân. Dạ dạ. Bà thôi bà nói cảm ơn các mạnh Trần Quân được rồi. Cảm ơn mạnh Trần Quân. Dạ dạ. Thôi. Tôi không biết dốt thì nha. Dạ dạ. Dạ thì con cũng xin thay mặt bà đi cảm ơn tất cả các mạnh Trần Quân đã hỗ trợ những cái phần tịnh tài hôm nay để cho bà mua thức ăn như là mua thuốc men. Giờ đây thì Tuấn Dũng đã đến gia cư của bà và gặp em gái của chị Võ Đệ thì đã kể qua những cái câu chuyện mà người thật việc thật để cho quý vị nghe cùng với anh Tâm và cô Hai. Thì một lần nữa Tuấn Dũng cảm ơn cô Hai và anh Tâm đã chia sẻ và trong cái buổi trò chuyện hôm nay rất là ý nghĩa. Kính chúc cho tất cả được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc. Và giờ đây Tuấn Dũng xin thân ái kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Tất nhiên. Thank you.